Bằng việc nỗ lực thi đua, xây dựng thật nhiều ngôi trường hạnh phúc, ngành giáo dục Hà Nội đang hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thích ứng với quá trình chuyển đổi số quốc gia, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế, sớm trở thành một thành viên trong mạng lưới thành phố học tập của UNESCO. Để đo cảm xúc của học sinh trong từng tiết học, thì những chiếc camera tích hợp phần mềm phân tích tâm trạng thông qua nét mặt như trong phòng học này cũng có thể làm rất tốt. Nhưng để đánh giá một ngôi trường hạnh phúc theo đúng nghĩa thì chỉ có thể đo bằng trái tim của mỗi học trò. Hạnh phúc đối với con là con được đến trường mỗi ngày. Với con, trường học hạnh phúc là được cân bằng giữa học và chơi. Được thỏa sức sáng tạo. Ăn ngon với các bạn là con cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Con và các bạn vẽ những bức tranh cực kỳ đẹp và thú vị cô ạ. Cô thấy đấy, trường con là ngôi trường hạnh phúc. Với bộ tiêu chí trường học hạnh phúc của Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thì chúng tôi luôn luôn quan tâm tới từng nhóm tiêu chí và trong mỗi nhóm thì đều hướng tới một cái điểm nhấn, một cái điểm sáng tạo trong quá trình thực hiện. Làm thế nào để có được trường học hạnh phúc, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số và đổi mới giáo dục? Đó là câu hỏi, là bài toán đặt ra cho các nhà trường và là nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thủ đô trong tiến trình hội nhập quốc tế. Với mục đích là xây dựng một ngôi trường lành mạnh, ngôi trường hạnh phúc và ở đó thì các em học sinh thực sự là được hạnh phúc, là một ngày vui. Chúng tôi đang đề xuất với các đơn vị có liên quan sẽ sớm đề nghị UNESCO công nhận thành phố Hà Nội là thành phố học tập trong mạng lưới toàn cầu. Với cam kết và sự nỗ lực xây dựng trường học hạnh phúc trên toàn thành phố theo cách tiếp cận của UNESCO, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững để trường học hạnh phúc không chỉ là mô hình hay khẩu hiệu mà phải là một nhu cầu tự thân từ mỗi nhà trường.